Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Đảng ủy xã Đồng Lương đã tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới sự tới các đồng chí bí thư chi bộ, đảng viên trong Đảng ủy xã, đồng chí Phạm Thị Oanh ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo, giám đốc Trung tâm Chính trị huyện sự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt nội dung của nghị quyết. Trước khi triển khai các nội dung quan trọng về những điểm mới trong nghị quyết đại hội 13, đồng chí Phạm Thị Oanh, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo, giám đốc trung tâm chính trị huyện nhấn mạnh: sau mỗi kỳ đại hội của Đảng, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. Việc tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết của Đảng phải đảm bảo nghiêm túc làm cho mỗi cán bộ đảng viên nắm vững, hiểu sâu, thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, giúp thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. cấp. Trong thời gian 1 phần 2 ngày, đồng chí trưởng ban tuyên giáo, giám đốc trung tâm chính trị huyện đã phân tích, truyền đạt một số điểm mới trong nghị quyết của Đại hội 13, bao gồm các điểm mới trong chủ đề của Đại hội như bổ sung xây dựng hệ thống chính trị cùng với xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, nêu khát vọng phát triển đất nước, xác định mục tiêu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, những điểm mới về đánh giá kết quả hạn chế, điểm mới trong cách tiếp cận xác định mục tiêu và tầm nhìn phát triển điểm mới trong xác định nhiệm vụ trọng tâm. Đại hội 13 của Đảng đã thông qua rất nhiều những quyết sách lớn mang tầm chiến lược, xác định mục tiêu phát triển đất nước không chỉ cho nhiệm kỳ mà tầm nhìn đến năm 2030, 2045. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo giám đốc trung tâm chính trị huyện tin tưởng rằng với quyết tâm của toàn đảng bộ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nghị quyết đại hội 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp sẽ sớm đi vào cuộc sống, biến những quyết định của đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, tạo các chỉ tiêu nhiệm vụ sẽ được hoàn thành vượt mức, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đảng bộ xã Đồng Lương trong sạch, vững mạnh toàn diện cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã phát biểu thảo luận thống nhất sẽ tập trung triển khai học tập và thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc học tập nghị quyết 13 của Đảng và coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung vào nội dung chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.